Cả thế giới cười vì Việt Nam giờ mới coi kinh tế tư nhân là động lực. Tại hội thảo bàn về vai trò kinh tế tư nhân trong quá trình phát triển tại Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội sáng nay, mùng 4 tháng 10, rất nhiều chuyên gia kinh tế tỏ vẻ sốt sắng về sức khỏe của khu vực kinh tế tư nhân trước ngưỡng cửa hội nhập và những chuyển biến rất chậm từ lời nói đến hành động của bộ máy quản lý kinh tế. Vật lộn với tư duy và hành động. Theo tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đất nước mình có lẽ là khi thấy cái gì yếu hẳn đi sẽ rất quan trọng. Khu vực tư nhân khi thấy nó yếu nay được phong ngay danh hiệu quan trọng. Đây là điểm để nói về cách nhận thức vai trò kinh tế tư nhân thực dụng đến mức nào. Kinh tế tư nhân là người đã nói mãi, nhưng chúng ta đến giờ mới coi tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Nói nhiều quá, thế giới thậm chí cười cho, ông Trần Đình Thiên nói. Theo tiến sĩ Trần Đình Thiên, thể chế kinh tế như thế nào thì doanh nghiệp thế ấy. Chúng ta vẫn yêu chiều, dồn nguồn lực cho doanh nghiệp nhà nước, mãi vẫn cứ vật lộn với cơ cấu nguồn lực tăng trưởng ở khu vực này, thì sao khu vực doanh nghiệp tư nhân chẳng bé đi. Ta phải nói là trong 30 năm rồi, các cơ chế cho kinh tế tư nhân vẫn chưa được hoàn thiện. Câu hỏi được đặt ra là nó chậm hoàn thiện hay có chỗ nào đó đặt rào cản để chậm hoàn thiện. Trong khi đó, trên thương trường, các doanh nghiệp nhà nước chiếm lĩnh hết nguồn lực, doanh nghiệp tư nhân bao năm qua bị o ép, còi cọc không lớn được và không dám lớn, tiến sĩ Thiên nhấn mạnh. Một vấn đề cản trở kinh tế tư nhân xây dựng kinh tế thị trường tại Việt Nam là cơ chế thông tin hóa, tiếp cận thông tin của doanh nghiệp. Ông Thiên bình luận. Hiện vấn đề tiếp cận thông tin của doanh nghiệp đã được cải thiện chưa? Tôi nói là chưa, và có thì quá chậm thì làm sao kinh tế tư nhân đi lên được? Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhấn mạnh, khoảng cách phát triển tại Việt Nam hiện nay không phải từ ải Nam Căn đến mũi Cà Mau mà là khoảng cách giữa lời nói và hành động. Chúng ta đổi mới chưa thực sự hoàn chỉnh, kinh tế nhà nước vẫn chưa đến 1% số doanh nghiệp nhưng lại được hưởng 50% nguồn lực, trong đó có những nguồn lực tốt nhất. Trong thời gian suy giảm kinh tế vừa qua, có doanh nghiệp nhà nước nào phá sản đâu? Nếu họ kinh doanh thua lỗ, lại đổ cái nọ cái kia, doanh nghiệp nhà nước nếu có vấn đề, ngay lập tức được nhà nước cứu. Thời gian qua, hàng vạn doanh nghiệp tư nhân phá sản, trong khi chúng ta vẫn bàn tìm đâu ra nút thắt để tháo gỡ khó khăn cho khu vực này. Mà nút thắt quan trọng nhất là thể chế kinh tế, bộ máy, con người và đặc biệt là chuyển biến từ tư duy, suy nghĩ đến hành động còn quá khác xa nhau, chưa chuyển biến được. Chúng ta đang mắc nợ vì qua 30 năm đổi mới mà khu vực kinh tế tư nhân vẫn còi cọc bị giảm đi và không lớn được, bà Lan nhấn mạnh. Phát triển kinh tế tư nhân, văn bản có hàng mét, thực hiện thì sao? Theo tiến sĩ Lê Xuân Bá, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương CM, 30 năm nay chúng ta đã nói đến chuyện làm thế nào để phát triển kinh tế tư nhân. Có những cái đã có văn bản dài hàng mét, nhưng thực hiện vẫn như cũ. Phải tìm ra cái mới, làm cái mới, chứ đừng nhắc đi nhắc lại mãi những vấn đề của nghị quyết, những khó khăn mà hàng chục năm qua không giải quyết được. Đã đến lúc cần nghiêm túc trong hành động và suy nghĩ để giúp doanh nghiệp phát triển, đừng mãi trông chờ vào nước ngoài, vào doanh nghiệp nhà nước, ông Bá nói. Theo tiến sĩ Lê Xuân Bá, thời gian qua, nhiều chủ lực không muốn, không cho khu vực tư nhân phát triển. Nguyên nhân là các cơ quan công quyền lo giữ ghế, bảo vệ lợi ích của bộ, ngành mình để đề ra chính sách có lợi cho mình. Thực tế, nếu doanh nghiệp tư nhân đã lớn lên, họ sẽ bật lại cái chính sách duy ý chí, chính sách chỉ phục vụ lợi ích cục bộ. Đây chính là điều chúng ta đang thấy xảy ra ở một số ngành công nghiệp và loại hình dịch vụ, ông Bá đặt nghi vấn. Theo giáo sư tiến sĩ Võ Đại Lược, trên thế giới không một nền kinh tế nào không phát triển kinh tế tư nhân. Vai trò của doanh nghiệp tư nhân đang quan trọng nhất. Mỹ có Apple, Facebook, Trung Quốc có Alibaba, còn chúng ta đang có khu vực kinh tế tư nhân phát triển quá còi cọc. Chúng ta còn có một số doanh nghiệp tư nhân có thể gọi là lớn nhất so với đại đa số các doanh nghiệp khác còn lại. Tuy nhiên, chủ yếu là các đại gia bất động sản, hầu như không có đại gia về công nghiệp. Nếu cạnh tranh công nghiệp với nước ngoài thì chúng ta thua ngay. Về công nghiệp cơ bản và nền tảng cạnh tranh động, chúng ta đang rất kém. Ký hàng loạt các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương, ta mở cửa
Nhiều ngành nghề lĩnh vực thì sắp tới không có công nghiệp, cơ khí xương sống, ai sẽ đứng ra cạnh tranh đây? Doanh nghiệp tư nhân ốm yếu, què quặt thì cạnh tranh sao nổi? Giáo sư Lược nhấn mạnh.